quý vị và các bạn. Trong video này, tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn ngôi nhà làm từ giấy báo, không mục lát sau 100 năm. Ngôi nhà giấy ra đời năm 1922 khi Elise Stedman, một kỹ sư cơ khí ở Rockport, bang Massachusetts, Mỹ, bắt đầu xây ngôi nhà nhỏ làm nơi nghỉ hè. Công trình hình thành như một ngôi nhà khác với khung gỗ, mái và sân nhà bằng ván nở. Nhưng khi xây tường, Stedman nảy ra ý tưởng khác. Những bức tường của ngôi nhà được tạo thành từ nhiều lớp báo cũ xếp chồng lên nhau, dán chắc bằng keo với độ dày khoảng 2,5cm và phủ một lớp vecli. Mọi đồ vật bên trong ngôi nhà cũng làm từ giấy. Stedman đóng ghế, bàn, giá sách, thậm chí rèm cửa và đồng hồ từ giấy báo và tạp chí. Chỉ duy nhất chiếc đàn piano bằng gỗ được phủ giấy báo để tạo sự đồng nhất và lò sưởi làm từ gạch để tránh bắt lửa. Không ai rõ động cơ thúc đẩy Stedman sử dụng giấy báo. Con cháu ông cho rằng ông muốn thử nghiệm một vật liệu cách nhiệt, rẻ và sẵn có trong thời kỳ suy thoái. Ngay cả keo dán cũng là sản phẩm do Stedman tự chế từ bột mì, nước và vỏ táo. Stedman cũng có thể đang thử nghiệm tái chế, hoặc ông đặc biệt thích giấy. Ông chính là người thiết kế những chiếc máy sản xuất kẹp giấy. Lúc đầu, ông lên kế hoạch phủ ngoài những bức tường bằng ván ốp. Nhưng bức tường giấy báo vẫn vững vàng sau mùa đông đầu tiên, khiến Stedman quyết định không cần làm thêm lớp bảo vệ. Ông chỉ mất 2 năm để hoàn thành ngôi nhà và sống ở đó cho đến năm 1930. Trong 25 năm xây dựng nhà và đóng đồ đạc, Stedman đã sử dụng khoảng 100.000 tờ báo. Sau gần 100 năm, những lớp báo ngoài cùng của tường bắt đầu rơi rụng để lộ những mẫu báo và quảng cáo từ quá khứ, thu hút những người đến tham quan tìm đọc. Khi Stedman qua đời năm 1942, ngôi nhà được chuyển thành viện bảo tàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video này.